Xin chào toàn thể anh em. Nay lên cái clip mới, làm cái clip khui thùng cái đầu băng cối tech. Tech với model là A2050. Giới thiệu đến em ha. Con này là còn thùng shop nha. Catalog thùng zin theo máy luôn, dùng số seri nha nè. Tech 2050 chạy băng 7 hai chiều. Ghi phát hai chiều revert luôn ha. Đẹp nha, còn thùng xốp nha nè, lắp bút mặt ha, xốp đó, núm chặn cao su thoải mái luôn, núm tét luôn. Nguyên thùng xốp của Tech ha. Đẩy cái thùng đây. Con đã về từ Nhật nha. Nhưng mà ngày dòng Nhật xuất nè. Điện 3 dòng. Ok, giờ quay cho anh em tham khảo về cái hộp máy. Trước khi test máy hát cho anh em. Em quay máy hát ok rồi. Đã test rất kỹ trước khi giới thiệu với anh em. Vỏ gỗ nguyên con, rất là đẹp. Không có vết xước luôn nha. Đó. Mặt nhôm nè. Mặt này đẹp nha anh em, không có vết chày nha. Núm cao su zin theo máy nè, ít khi còn cái núm cao su này lắm. Này nó còn thùng thì nó còn cái núm tét, đóng chữ tét luôn ha. Hai đồng hồ phu lớn. Phần đít máy đây. Tét đây. 2050. Này em có thể thấy seri máy đây. 2282 và seri thùng đây. Seri của thùng 2282 ha. Trùng 100V 50 xích. Đây là điện đa cầu, đang để điện 100V. Line in và out bằng jack din chắc châu Âu. Ha. Máy rất đẹp nha nè. Ok, bây giờ cắm nguồn, cắm tín hiệu phát cho anh em tham khảo luôn. Lại ao. Phát qua cái bộ tủ đài Victor, đúng chủng loại dạng cổ như nó nè. Victor này cũng tuổi đời cũng khá sâu rồi. 60. Khoảng những năm 60 ha. Vào
dính cao su lâu ngày thì cái chỗ này nó hơi bị không bóp nữa ha, thì có thể xử lý lại. Thì em sẽ anh em giao lưu á, thì em gửi núm cao su zin cho anh em, em xử lý luôn và gửi thêm một cọc núm cao su như vậy cho anh em luôn ha, để anh em về xài khỏi phải lo vấn đề gì hết. Máy này là ghi phát hai chiều luôn nha, chạy tới chính xác là tới 4 đầu từ nữa, ghi phát hai chiều power nguồn, power nguồn và lay. Có chỉnh tông volume đây, volume thâu sầu, mỗi lời ca là một dòng nước mắt, giọt sầu sẽ rơi dòng, dòng nước mắt thùng rác luôn ha. Nhưng thanh âm muôn đời không dứt như một thứ hành. Giờ hiện tại giờ anh em kiếm một cái máy đẹp cũng đã khó rồi, mà kiếm một máy có thùng nữa thì còn khó hơn nha. Trong băng nhạc này chúng ta tìm thấy sự động nhất của một tiếng hát, tiếng hát dương dở được nỗi bơ vơ lạc lõng của con người trong suốt cuộc hành trình 10 năm qua. Tiếng hát thanh tuyền. Thông tin của máy vui lòng liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em trên tiêu đề 0908 217 658. Em Nguyễn Dũng Tàu giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc nha anh em. Tua nè anh em, tua là nhấn nút này xuống ha, giữ bằng của tua ha. Máy tua rất là êm. Tua cho sâu một tí xíu để nó qua bài, phát cái bài khác cho anh em ha. Không bao giờ quên anh. Tung cái mép chạy ha. Đẹp lúc vợt đây. Rồi ok. Máy này
zin của nó khi chạy thì khi mở play á, thì motor mới quay nha anh em. Nên khi khúc mình mở play á, là motor bắt đầu đề thì tiếng nó sẽ hơi chậm một tí xíu. Vô tour là khoảng chừng 1 giây, 2 giây, 2 giây là nó sẽ chạy ok. Đó là zin của máy nha. Cũng nói với anh em để anh em nắm rõ được cái vấn đề đó. Để nhiều khi anh em nói là nó sẽ chậm hay không chậm. Zin của máy, đời máy này, tất cả những cái máy này đều như vậy nha. À, anh em có để ý đóng và le nó bắt đầu chạy nó mới chuẩn bị, chứ không phải giống như những dòng kia là nó sẽ motor lúc nào cũng quay thì nó đề một cái là nó chạy rất là ngọt. Con này nó sẽ hơi chậm khúc đầu một tí nhưng mà lấy tốc độ xong là ok. Taxi còn 7 màu luôn. Để sát đi. À, một đầu từ xó, một đầu từ ghi phát, hai đầu từ ghi phát, một đầu từ xó. Có nghĩa là ghi phát hai chiều được hết. Những dòng máy kia thì chỉ ghi được một chiều thôi. Riêng em này là ghi hai chiều luôn nha. Rồi ok, qua clip giới thiệu về anh em về cái đầu cối Tech Nguyên Hùng Tech A2050 thì tới đây cũng xin kết thúc clip. Trân trọng cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em cũng như là ủng hộ shop. Thì xin chào và hẹn gặp lại anh em với những clip tiếp theo. Xin được giới thiệu những sản phẩm mới hay độc lạ đến anh em. Trân trọng kính chào và cảm ơn anh em.